Hôm nay Úc Vũ sẽ giới thiệu một số cây mini tại vườn, thì tạm gọi là già VIP nha anh chị mình. VIP là VIP vườn em chứ không, em không có nói là VIP thị trường ha. VIP vườn em thì nói chung là nó coi được các mini này cây nhà làm, cho nên là vốn thì ít, giá em sẽ cho anh chị mình giá tham khảo. À, giá tham khảo bao ship. Thì hôm nay là ngày 23 tháng 6 nha anh chị mình. 23 tháng 6 ha. Năm 2021. Thì mình sẽ quay số cây linh sam siêu hoa. 1 2 3 4 5 7 cây. 7 cây. Cây này là cây 3 4 5. Già lắm. Ba bốn năm. Cây tiếp theo là cây 370. Cái này tốc độ già nó có. Cũng là siêu hoa. Già. Này nuôi cũng 4 5 năm tuổi cành này, nhưng mà do ở nhà làm cho nên không có mua của ai. Đặc điểm của cây này là sức sống nó rất là mạnh. Và mình đã vô chậu lâu rồi. Thì anh chị mình không thích cái chậu này thì về mình có thể đổi cái chậu khác ha. Nhưng mà lưu ý trước khi thay chậu thì sẽ ngưng bón phân ha. Tại bên em do dùng phân tan chậm cho nên là trong đây nó đã có phân. Ba bảy không gia đình mình. Tiếp theo là 346. Cũng là linh sam siêu hoa, thì toàn bộ cái bầy 7 cây này là siêu hoa mà cây gin hết ha. Thì mình đừng nhầm lẫn nha. Em nói linh sam siêu hoa là linh sam siêu hoa nha. Đây, rất là sung luôn. Ba bốn sáu ha. Mình sẽ gửi cái mẫu hoa linh sam siêu hoa cho anh chị mình coi. Cái mẫu hoa linh sam siêu hoa thì cây nó ra bông đẹp lắm nha anh chị mình. Anh chị mình tham khảo tiếp theo 364.
cây già mà đế ha, già lắm. Ba tám bốn. Bên mình bán bao ship nha. Còn giá thời gian sau này mà nó tăng hoặc giảm thì tính sau ha. Mình báo giá theo ngày anh chị mình lưu ý giúp em nha. 384 ha. Cây già lắm này. Thì toàn bộ cái chậu ở đây là bự nhất là 1 tấc 7, nhỏ nhất là 1 tấc rưỡi ha. Là 15 xăng với 17 xăng. Cái chậu này là 10 15 xăng nè. 15 xăng lọt lòng ha. Ba tám năm. Thì hôm nay nhà vườn cũng có về số nhánh linh sam siêu hoa thứ mấy cái cây như thế này đây. Thì cây giống nha, cây giống và cây chiết cành thì giá bên em bán là 10.000 một cành, bao ship ha, đơn hàng từ 50 cành trở lên. Còn anh thì mình mua số lượng ít hơn thì tới vườn lấy. Là tới vườn lấy thì không hạn chế số lượng ha. Còn ship đi thì một thùng nhỏ nhất thì cũng 50 nhánh. Bên em bao ship. Thì đơn hàng bên em bán mỗi một nhánh thì có 1.000 đồng thôi. Nếu anh chị mình mua dưới 50 nhánh thì bên em ship không nổi ha. Thì cái tiền thùng mà tiền nhân công đóng bây giờ lúc nào nó cũng lên, cho nên là chi phí vận chuyển nữa. Thì anh chị em mình ở xa thông cảm. Nếu mà ủng hộ nhánh bên em thì mua giùm em là ít nhất 50 nhánh nha, linh sam siêu hoa ha. Trường hợp mà gộp đơn hàng tức là mua thêm những nhánh gì đó thì từ đó là có thể mua thêm. Còn mà đơn hàng mà một thùng 50 nhánh mà nhiều loại, quá nhiều loại thì một có thể là bên em không có, hai là có thì cũng đợi hơi lâu. Tại vì đơn hàng như vậy thì nó gom nhiều cây thì nhà vườn nếu có nhà vườn sẽ giao, còn không có thì nhà vườn không được ưu tiên ha, không được ưu tiên. Còn những đơn hàng mà một loại mà 50 nhánh thì rất là dễ cho nhà vườn, thì nhà vườn sẽ được ưu tiên cho gọi. Trước khi ship thì em sẽ gọi cho anh chị mình từng người nha. Anh chị lưu ý nha, có đặt hàng mà không có gọi là không ship, còn bên em gọi hoặc là nhắn tin cho anh chị mình là bên em ship. Số điện thoại là 0987 557 550. Chúc anh chị mình lựa được một cái cây mini bonsai thiệt là ưng ý ha. Đây là hệ thống bếp phun ở vườn mình nha anh chị mình. Cây cách cây là 4 mét. Thường là nó phun bán kính nó khoảng từ 5 mét tới lên á, 5 6 mét luôn. Cái đường kính á còn